Thiết kế phòng bếp có cửa sổ đẹp, thông thoáng với bí quyết đơn giản. Cách thiết kế cửa sổ phòng bếp phù hợp và phong thủy. 1. Hướng cửa sổ bếp. Nên bố trí cửa sổ phòng bếp về hướng đông để lấy ánh sáng trong lành của buổi sáng sớm, đồng thời làm dịu sức nóng khi nấu nướng. Mặt khác, bạn cũng cần tránh hướng gió thổi mạnh lùa vào nhà qua cửa này. Nếu như cửa sổ là nơi lấy ánh sáng tự nhiên chủ yếu cho căn bếp thì nên chọn hướng cửa sổ phù hợp với tuổi và mệnh của chủ nhà. Bên cạnh đó, cần đảm bảo hướng cửa này nhìn ra không bị chướng ngại vật chắn ngang tầm nhìn như nhà cửa, bãi rác, cống rãnh hay thân cây to. Kiêng kỵ, cửa sổ bếp là nơi lưu thông không khí với bên ngoài nên lượng gió lùa vào nhà sẽ rất mạnh. Cửa sổ bếp cần hạn chế hướng tây bắc vì hướng này nhiều gió chướng ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Đồng thời cũng nên tránh hướng tây vì nắng chiều sẽ làm cho gian bếp vốn đã nhiều tính HA trở nên rất khó chịu, bức bối. 2. Kích thước cửa sổ phòng bếp. Xem xét địa chất, lựa chọn loại móng phù hợp. Trước khi tiến hành làm móng nhà cần xem địa chất khu vực xây dựng như thế nào, là đất cứng tốt hay là đất yếu, không vững chắc, để có phương pháp lựa chọn vật liệu làm móng phù hợp tránh các vấn đề xấu, đặc biệt là làm móng nhà trên đất yếu như ruộng, ao hồ. Lựa chọn vật liệu làm móng nhà chất lượng và tránh ham rẻ, hay lựa chọn vật liệu không phù hợp với địa chất và phương án thi công móng. Thực hiện đúng quy trình, cách làm móng nhà đúng kỹ thuật để tránh việc gây nứt sàn, sụt lún. Vì vậy, lựa chọn bản vẽ thiết kế móng nhà chất lượng, đúng tiêu chuẩn và đảm bảo quy trình thi công đúng thiết kế, khoa học, tránh giảm bớt các chi tiết thiết kế. Lựa chọn đúng đơn vị thi công móng nhà chất lượng. 3. Kiểu dáng cửa sổ. Kiểu dáng cửa sổ cần đáp ứng tính thẩm mỹ và độ an toàn, tốt cho sức khỏe. Đối với khung cửa bếp rộng thì phải có khung chịu lực, kiểu cửa sổ bếp này sẽ đem lại cảm giác chắc chắn và an toàn cho bếp. Với kiểu cửa sổ này, cần phối hợp với cửa chính vào bếp để tạo thành một trục liên thông cho sức nóng từ bên trong tỏa ra ngoài và luồng khí dương từ bên ngoài vào nhà được dễ dàng. Cửa sổ bếp hình khối chữ nhật tạo ra cảm giác vững chãi, vuông vức, điều này xét về yếu tố phong thủy là rất tốt. Bên cạnh đó, các khung cửa sổ bếp thường được chia ô. Khi thiết kế cần chú ý ô cửa sổ sao cho thích hợp theo quy tắc sinh, lão, bệnh, từ dưới lên. 4. Kiểu ô cửa dàn ngang là kiểu dáng cửa sổ rất phổ biến và được ưa chuộng. Tuy nhiên với những gian bếp nhỏ thì kiểu ô cửa đứng lại là lựa chọn phù hợp vì nó sẽ giúp lấy được nhiều ánh sáng hơn và căn bếp trông cao, thoáng hơn. Đối với kiểu ô cửa này, tốt nhất không nên làm cửa lùa mà nên chọn cửa lá chớp để mưa gió không lùa trực tiếp vào bếp. Điều này sẽ tạo cho căn bếp một luồng sinh khí phóng khoáng và dễ chịu khi bước vào. 5. Những lưu ý khi bố trí cửa sổ phòng bếp ăn khoa học và phong thủy. Với những khung cửa bếp rộng, phải có khung chịu lực. Dù không mang lại hiệu quả thẩm mỹ cho lắm, nhưng chúng đem lại cảm giác chắc chắn và an toàn cho bếp. Khi thiết kế kiểu cửa sổ này, bạn cần phải phối hợp với cửa chính vào bếp để tạo thành một trục liên thông cho sự lưu thông khí được dễ dàng, luồng khí dương từ bên ngoài vào hay sức nóng từ bên trong tỏa ra. Hiện nay, nhiều mẫu nhà hiện đại các thiết kế bếp thường được lấy ánh sáng từ hệ cửa sổ rộng, căn bếp thoáng đãng, phòng ăn cũng được tận hưởng nguồn ánh sáng này. Trong trường hợp chủ cửa sổ nhớ tránh hướng tây vì nắng chiều sẽ làm cho không gian rất khó chịu. Về chất liệu cửa sổ, thông thường người ta chọn kính để làm cửa sổ. Chất liệu kính tạo ra một hướng phong thủy tốt cho kiểu cửa này. Cùng với chất liệu này, bạn có thể dùng khung bằng nhôm hay sắt đã được sơn màu sáng. Chúng tạo ra cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa sạch sẽ. Chú ý thiết kế ô cửa sổ sao cho thích hợp theo quy tắc sinh, lão, bệnh, từ dưới lên. Sao cho số ô cửa rơi vào cung tốt, bạn cũng có thể thay đổi kích thước ô cửa to, nhỏ sao cho thích hợp và thẩm mỹ nhất.